Mình sẽ quay cái cây hoa cánh đơn nguyên liệu cho các bạn coi. Cái cây này là thật sự mình trồng cũng 2 năm rồi, mà mình tính ghép mấy lần rồi. Nè, các bạn thấy cái củ này. Cái đằng lớn nữa đó các bạn. Củ thật sự bự luôn á. Mà mình thấy nó đẹp quá, mình không có nỡ lòng nào luôn á. Tính ghép mấy lần rồi mà nó có mỗi lần nó trổ hoa về cứ đứng ngắm không à. Đó, có là đành lòng làm sao mà cắt mà ghép nó được. Thương ơi là thương. Bạn thấy không? Hoa cánh đơn mà nó trổ sặc sỡ vậy đó. Tay chân nào mà lòng nào mà đi cắt mà ghép nó thôi kệ, đây mình để mình chơi luôn. Nhưng mà nó đẹp thiệt mà. Các bạn thấy nó đẹp không? Đó. Nó là hoa nguyên liệu, nó hoa cánh đơn nha. Đẹp vậy đó. Nè, các bạn thấy nó nằm gần cái cây hot girl nè. Mà cái nó ăn nó lướt qua cây hot girl luôn, các bạn thấy không? Nè. Cái bông hút cơ nè đó. Đó, các bạn thấy nó nằm gần cái cây hút cơ, nó ăn lướt cái cây hút cơ luôn. Cây hút cơ này mình lai trái nhiều quá trời luôn các bạn. Nè. Nè, trái nè, mình mới hái nè, trái này là mình mới hái nè các bạn. Nè, thấy chưa, đây là nó lai nè, đậu nữa nè. 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 Nè, đậu lũ khủ luôn đó các bạn, mình mới lai nữa nè, mình mới lai nè đó, nó đậu nữa đó, nó đậu. Đó, các bạn thấy hoa cánh đơn không? Thôi buổi sáng mình quay về chút xíu hoa cánh đơn để làm quà cho các bạn nha. Chúc các bạn ngày mới làm việc hiệu quả nha. Xin chào mọi người.